Cô ơi, bán không ơi, bán theo con ạ. À, cô lấy mấy con nhỉ? Lấy hai con to nhé. Cái này 50 cô ạ. Cháu xin nhé. Bán cá em ơi, mua cá không? Cá to lắm em ạ. Cá chị bắt ở đâu về đấy? Cá chị đi bắt ở ngoài kia. Cá to ấy nhỉ? Cá chị bán nào đấy? Mang về làm gỏi được ấy nhỉ? Ừ, cá to lắm nhỉ, cá ngon lắm. Em lấy hết không? Thế em bán hết thì giá thế nào chị? Cái này bán hết này là 50.000 thôi. Cái này cho em đi. Bó to nhỉ, ngon thế. Đó. Ngon thế nhỉ? Cá to nhỉ, toàn cá to. Cái này làm gỏi ăn ngon đấy. Bố em thích ăn cá lắm. Hết rồi. Đây khoảng tầm 2 cân đấy. 50.000 thôi em ạ.
đấy cho em nha.
Dậy đi, dậy đi con. Dậy đi. Dậy đi. Cháu ơi, dậy đi. Bục tóc à? Tí thì cô lấy cái bọng cho con. Con đau bụng không? Hả? Cô đi lấy cái bọng cho con nhé. Anh gọi nói không? Nói không? Em cũng nói. Anh cũng thế. Để em lên tìm bọn cho anh ăn nhé. Vâng. Để chăm. Anh cũng tìm vẽ rồi. Vâng. Ờ. Lấy ở đâu về đấy? Ở con Huế. Ừ? Con lấy ở đâu? Ở kia phải không? Ăn ngon không? Vâng. Ngon lắm. Ừ, ngon thật đấy nhỉ. Ngọt nhỉ. Con vào cho mẹ. Ừ. Ừ. Ngon thế. Ăn xong là tí đi bắt cá. Bắt cá đi bán nhỉ? Ừ. Không có ở ao chứ. Đây cái bói. Con không biết bơi. Hả? Không biết bơi. Không biết bơi ở bờ ấy. À, không biết. Ừ. Đứng ở bờ ấy. Con đứng ở bờ. Ừ. Mới thấy con nào nó đi qua coi. Đúng rồi. Thấy cá to ôm vào như thế này nè. Anh thôi ở đây chờ một cái lúc nhá. Ừ. Thì cô đi tưới đâu tưới xịt cái thuốc ở trên nha. Hai em ăn nhá. Vâng. Rồi cái gì kiểu người ta ở trang này có 10 người thế là đặt em đặt
trong cái nhà đi. Vâng. Có chỗ ở đây đấy. Giặt cái gì, giặt cái này. Hai em làm gì ấy? Con đang dơ hỏi được tìm. Bây giờ đi bắt cá đi nhỉ? Vâng, bây giờ đi bắt cá đi. Đi. Rồi đi đây. Mấy vài con cá bé cho mẹ. Con là bé cho con đi mẹ. Con nuôi. Con nó.
Mẹ lấy cá bé cho con. Cá bé con nuôi. Cá khắp bảy màu này. Ôi, có hai con luôn. Ba con đó. Còn lắm. Chọc tay đấy. Chọc tay đấy nhé. Làm như kiểu là trà chiên tổng. Con này to đấy. Mua chắc được mấy nhiều tiền lắm ấy mẹ nhỉ. Thấy lời tu mà. Tu quá. Anh này này kiểu áo mà mất áo xả nó ăn nằm đâu. Đấy này nhiều hơn rồi. Ôi dồi, nhiều ha. Nhiều quá. Con này chắc ba đứa rồi. Rồi. Con mẹ nhặt cá bé đi con. Nó còn vấy và con rồi chuyện này luôn đi. Đẹp thế mẹ.
Rùi ra đây. Rùi ra đây. Rùi ra đây. Cô ơi, mua cá đi. Mua nó. Ờ, thế bán cho cô đi. Cô lấy hết rồi. Ờ, thế từng này bao nhiêu tiền? Cái này là khoảng 20 nghìn thôi. Ờ, thế cháu bán, bán cho cô hết đi. Hết. Cháu bán cả cái vỗ này. Ờ, ừ, cũng được. Tổng 20 nghìn. Ờ, ừ, thế ra này. Cô gửi tiền. 20. Này, cô gửi tiền. Vâng, cháu lấy 20. Thế cái này cô lấy nhé. Vâng. Cô về đây. Vâng. Cháu xin nhé. Ừ.